Bây giờ á, Tính sẽ luộc thịt, Tính bỏ một chút xíu muối vô đây để cho cái thịt nó sẽ ngon hơn nha. Đúng ra có thêm chút xíu dầu ăn là nữa càng tốt, nhưng mà thôi hôm nay Tính sẽ không dùng dầu ăn. Vậy là xong, đợi thịt chín thôi. Chị xin luộc mấy trái hộp gì lộn ché được không? Được không mọi người? Rồi, luộc đi. Rồi, bây giờ Tính sẽ bỏ thịt vào Tính xào rồi để Tính nấu canh nha. Mồng tơi á, thì có người thích ăn để nguyên lá như vậy, còn Tấn á, thì thích sắc nhuyễn nhuyễn đây nè, lát ăn á, nó sẽ ngon hơn và nó sẽ ra được hết trong cái nước. Giờ ta hủ vàng rồi, vớt ra thôi. Chuẩn bị là sắc thịt nữa, rồi múc canh ra là mình ăn. Tướng ơi, Hả? phòng dịch này giờ làm gì ăn ngon? Ai biết đâu. Hay mình làm phục dịch xào me đi anh. Em làm đi. Thôi anh làm giùm em đi. Em đi ra ngoài làm ở ngoài. Mọi người có tin được không? Nó kêu luộc hột vịt lộn và ké cái nồi của mình rồi, bây giờ nó kêu mình xào me cho nó ăn nữa. Ê, để nó đi, anh làm cho. Rồi, em đi ra ngoài nha. Rồi, bây giờ Tấn đổ nước sốt vô nha mọi người. Nước sốt này thì Tấn cũng đã pha sẵn hết rồi. Chủ yếu là nước mắm và đường thôi. Rồi mọi người muốn ăn cay như thế nào á, thì tùy theo mọi người bỏ thêm miếng ớt vô nha. Bây giờ Tấn bỏ luôn hộp vịt lộn vô luôn nha mọi người.
Bây giờ chỉ còn xác thịt và trang trí trên cái mẹt này rồi đem ra mình ăn thôi. Vậy là xong, chỉ còn có một công đoạn cuối cùng nữa thôi là tôi sẽ bắt xuống và dùng thôi nhé. Đậu phộng. Không ăn cơm đâu, em thích dịch. Mời 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 nha. Món nào cũng dính, cũng dính đó phải không? Đúng rồi. Chua chua. Ừ. Đó. Trời ơi. Quá hạnh phúc. Được luôn. Bán anh Tấn phải ăn thì trứng ha. Ừ. Trời. Trứng đi. Đó đúng rồi. Thoải mái. Đấy, đây hả?